Con đang được sau cái này lên đây thì nó là xanh bên kia, mà cái cụm màu xanh là ở bên này, mà cụm màu xanh khác là ở bên này, không thể tính được. Mạc Hồng Quân nợ con mình một người cha. Trong làng bóng đá Việt Nam, ít ai là không biết đến cầu thủ tai tiếng Mạc Hồng Quân. Hiện tại anh đang là tiền vệ tấn công cho câu lạc bộ Tourmaline Bình Định. Chưa cần bàn đến những bàn thắng của anh, mọi người biết đến Mạc Hồng Quân từ những chuyện tình gây tranh cãi, thị phi với các bóng hồng xung quanh như Lê Hà, Nancy Nguyễn, Trang Cherry hay Bà Tưng. Trong đó phải kể đến mối tình gây tranh cãi nhất của Mạc Hồng Quân và Lê Cui Tê. Mặc dù bến đỗ cuối cùng của Mạc Hồng Quân chính là Kỳ Hân, nhưng người lần đầu sinh con cho Hồng Quân lại là Lê Cui Tê. Sau 6 tháng bên nhau mặn nồng thì bỗng nhiên Mạc Hồng Quân và Lê Cui Tê nói lời chia tay. Và đồng thời lúc bấy giờ, đàn gái đã mang thai được 3 tháng khiến cư dân mạng ngỡ ngàng. Hot girl Nhật Ký Lan Anh bỗng trở thành mẹ đơn thân sau mối tình trái ngang đó. Dẫu vậy, Lê Cui Tê vẫn khẳng định tình cảm cô dành cho tuyển thủ họ Mạc là chân thành. Tôi yêu anh bằng tất cả sự trưởng thành nhất mà tôi có, sống với anh bằng tất cả tấm lòng và nguyện hy sinh cả cuộc đời cho anh. Đổi lại thanh xuân, sức khỏe và danh tiếng hy sinh tất cả cho Mạc Hồng Quân, nhưng Lê Cui Tê lại nhận cái kết đắng ngắt. Thậm chí cô phải mang bầu và sinh con trong lặng lẽ tủi hờn. Mạc Hồng Quân chưa từng đứng bên cạnh cô với tư cách là một người cha của con cô. Cậu bé khoai tây, đứa con đầu tiên của Mạc Hồng Quân được sinh ra có cha cũng như không. Dẫu vậy, Lê Cui Tê vẫn cố một mình gánh vác hai vai trò, đảm bảo cho khoai tây một cuộc sống ấm no và bình yên nhất. Tính cho đến nay đã là 6 năm, người mẹ đơn thân Lê Cui Tê và cậu bé khoai tây vẫn đang sống rất vui vẻ. Khoai tây luôn thể hiện tình yêu với mẹ. Còn đối với Lê Cui Tê, cậu bé chính là cuộc sống của cô. Nhưng những hình ảnh hạnh phúc ấy lại khiến mọi người nghẹn ngào. Bên cạnh hai mẹ con thiếu bóng dáng của một người đàn ông đáng ra phải có trách nhiệm. Liệu Mạc Hồng Quân có cảm thấy có lỗi sau khi xem những hình ảnh của khoai tây càng lớn lại càng giống anh y đúc? 2 phút tròn. Lâu hơn các cái khác. Biết tại sao không? Không. Vì cái màu xanh là cây này nó bị rối. Mình không thể tính toán được là thế này này. Nhưng mà thế này nhá. Không thể tính toán được là thế này này. Là thế này này mẹ. Con đang được sau cái này lên đây thì nó là xanh bên kia, mà cái cụm màu xanh là ở bên này, mà cụm màu xanh khác là ở bên này, không thể tính được. Mạc Hồng Quân không hề có trách nhiệm với Lê Cui Tê và khoai tây, nhưng ngược lại cực kỳ hoàn hảo ở trong mắt Kỳ Hân với tỏi và dưa hấu. Trong khi Lê Cui Tê một mình vừa nuôi con, lo kinh tế cho cuộc sống chật vật khó khăn, thì Kỳ Hân hoàn toàn có thể dựa vào Mạc Hồng Quân, chỉ toàn tâm chăm lo cho tỏi và dưa hấu. Cuộc sống của hai người phụ nữ khác nhau khiến nhiều người càng thêm xót thương cho Lê Cui Tê và khoai tây. Đến giờ, mọi người vẫn bày tỏ thái độ khó chịu với Mạc Hồng Quân khi năm đấy gần như phủi bỏ trách nhiệm với hai mẹ con Lê Cui Tê, ngoại trừ lời mong muốn thăm con nhưng bị từ chối. Có một sự công bằng nào dành cho khoai tây khi cùng một người cha, nhưng sự trưởng thành của khoai tây không hề có bóng dáng người cha như tỏi và dưa hấu.